Thưa quý vị và các bạn, đến trưa hôm nay, lực lượng chức năng huyện Hàm Thuận Nam cùng người dân nơi bị lũ lụt đã cơ bản khắc phục hậu quả. Cuộc sống người dân ở thị trấn Thuận Nam và xã Tân Lập nơi ngập lụt nặng dần ổn định trở lại. Sáng nay, tại khu phố Lập Vinh, thị trấn Thuận Nam và thôn Tà Mon, xã Tân Lập, nước lũ đã rút hoàn toàn. Một số hộ dân đã rửa và dọn sạch sẽ nhà cửa, vật dụng, số khác bắt đầu lau dọn. Một vài nhà bị ngập nặng do không ứng phó kịp trước trận lũ bất ngờ, nên một số thiết bị như tủ lạnh, máy giặt, tủ quần áo, tivi bị ngâm trong nước. Tranh thủ trời hửng nắng, người dân đưa ra sân phơi khô để sử dụng lại. Không ngờ nó lên nhanh vậy chứ, tại vì chọn đồ không kịp. Quần áo, tủ, đồ, tủ, máy giặt, máy lạnh thì nó ngập hết anh. Bốn cái tủ vẫn ép, em mua 5-6 triệu một cái, với lại hai cái tủ lạnh, một cái máy giặt. Tại xã Tân Lập, nước rút từ chiều tối ngày 10 tháng 10 nên chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả sớm hơn. Trận lũ không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về cơ sở vật chất cây trồng khá lớn. Cụ thể, lũ lụt làm ngập 95 căn nhà, 4 căn bị hư hại, 347 hecta thanh long hoa màu bị ngập, bóng điện, dây điện đang trong thanh long, phần rơm mới bón cho cây đều bị cuốn trôi. Thanh long đang ra hoa trái sau khi ngập nước hư hại hoàn toàn. Ở trong vườn đây tôi khoảng 3 sào bạc hà, đây cùng nó là nước lụt vào là nó chết. Đợt mấy đợt trước tôi thường cắt thì 3 sào này tôi cắt được khoảng 15 lít. Nậu tôi vừa chứng cắt nậu luôn thì được 15 lít. 15 lít khoảng 47 triệu. Tổng thiệt hại về vật chất cây trồng mà trận lũ lụt ngày 10 tháng 10 gây ra ước khoảng 1 tỷ 650 triệu đồng. Hiện tại, huyện Hàm Thuận Nam đang tiếp tục thống kê thiệt hại để có hướng khắc phục và hỗ trợ một phần chi phí cho các hộ bị ảnh hưởng.